Mình xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mình cũng muốn giới thiệu đến với tất cả mọi người cách chế biến và làm lòng heo sao cho sạch và thơm ngon. Thì cách làm như thế nào thì mình cũng mời tất cả mọi người cùng tham khảo nhé. Để chuẩn bị làm cái món lòng heo này sao cho sạch và thơm thì mình chuẩn bị ở đây là hành tươi này, rau xương sông, rau ngổ, rau răng cưa và rau mùi, rau răm, húng quế và húng bạc hà, bắp cải và một củ cải trắng, sả, gừng và hành, chanh. Các món này mình sẽ đi chế biến và để băm nhồi thịt thì mình chuẩn bị một ít thịt nạc xay và lăm cái lạng mỡ bụng nhé. Mình hôm nay mình không có cái mỡ bằng xoay, mình mua bằng cái mỡ bụng này. Cái mỡ bụng này thì vừa giòn mà vừa ngon, không bị ra nước và ra mỡ. Chuẩn bị tiết, muối, bột ngọt, hạt tiêu và một ít đoạn lòng khấu đuôi, một ít đoạn lòng đầu non ngon và một miếng gan. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế cái lòng heo này để cho khử cho sạch mùi nhé. Mình đã chọn và mua được một đoạn lòng khấu đuôi ngon rồi, sau này mình sẽ sơ chế lại nhé. Mình bỏ bớt những cái mỡ này ra này. Bước đầu là mình sẽ lộn trái cái miếng dồi heo này lại và mình sẽ nhặt sạch sẽ mỡ và các cái tạp chất còn sót lại. Đó, sau khi mình lộn ra như thế này thì còn tí mỡ bám và các cái tạp chất gì còn bẩn còn dính lại thì mình sẽ sơ chế lại. Sau khi mình đã sơ chế và nhặt sạch sẽ, mình sẽ bắt vào đây một quả chanh. Cho vào đây một ít rau húng nhé mọi người nha. Mình cho vào đây một ít nước mắm nữa. Rồi, sau đó mình sẽ bóp. Mình dùng tay trần bóp cho dễ. Cái rau húng này mọi người này, cái rau húng quế với húng chó này mình bóp lòng vừa sạch vừa thơm, cho nước mắm và chanh vào nữa thì sẽ khử đi được hết các cái mùi hôi của lòng. Sau khi lòng mình đã bóp kỹ, mình sẽ để ngâm trong các cái hỗn hợp này trong vòng 10 phút. Lòng non này mình cũng đã sơ chế. Mình cắt đoạn ngắn ngắn một như này, sau đó mình sẽ cho ra vòi nước và rửa. Sau khi cái lòng lon mình đã sơ chế rửa sạch, mình sẽ vắt vào đây một nửa quả chanh. Mình ngâm cái lòng lon vào đây nha. Ngâm cái lòng lon vào đây để cho khử đi được cái mùi tanh của lòng. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi sơ chế cái rau gia vị này. Và mình băm mỡ để đi làm lòng. Cái rau để mình nhồi lòng, mình băm vào đây một ít bắp cải, hành tươi và rau mùi, rau răng cưa, rau húng bạc hà và rau húng quế, một ít rau ngổ, một ít rau xương sông nữa và rau răm và mỡ băm này mọi người này. Mình cho một ít thịt nạc vào đây cho ngon nữa nhá. Bây giờ mình sẽ để qua một bên, mình đi rửa lòng. Bây giờ mình sẽ đi đập sả, đập gừng và hành và thái củ cải cho vào nồi nước để cho cái nồi nước luộc của mình được thơm ngon đậm vị hơn nhé.
cho ở đây 1.5 thìa cà phê hạt nêm. Sau đó mình cho cái phần củ cải và hành khô, gừng, sả đập dập cho hết vào đây. Đó, mình luộc lòng rất thơm. Mình đun sôi khoảng 2 phút để cho hương sả và gừng, hành thơm. Sau đó mình sẽ đi luộc lòng. Sau khi lòng mình sơ chế rửa sạch sẽ, mình sẽ cho vào cái nồi nước nóng già, gần sôi đấy, độ khoảng 80 độ đấy. Mình trần qua. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nhé. Giờ mình sẽ cho một ít bột ngọt vào đây nhé. Cho 1.5 thìa cà phê bột ngọt. Sau đó mình trộn đều các cái hỗn hợp này lên. Thơm quá. Nhà mình nhồi lòng, mình thích nhiều gia vị, nhiều rau. Các loại rau thơm và cho một ít bắp cải vào đây. Bắp cải vào đây thì sau khi mình ăn cái miếng lòng dồi của mình rất chi là ngọt. Sau khi tất cả hỗn hợp này mình đã trộn đều, mình sẽ cho tiết vào đây. Tỷ lệ là 1:1 vào tiết này thì mình sẽ cho gần 1 bát nước. Bây giờ mình sẽ bắt tay sang nồi lòng mọi người nhé. Đó, tiết của mình đã đông như này rồi này. Rất ngon. Sau khi cái nồi nước này mình đun sôi được 3 phút, mình cho thêm một tí nước nguội vào đây để cho lòng của mình không bị căng quá. Đó, mình sẽ cho lòng vào đây. Lòng ngâm nước chanh mọi người nhá. Mình chuẩn bị ở đây là 1 tô nước đá. Sau đó mình sẽ vắt vào đây 1/2 quả chanh. Vắt nguyên nước, không cho hạt và đắng nhé. Sau khi lòng non, mình đã luộc được 5 phút, mình sẽ vớt ra, cho vào đá. Lòng của mình rất săn và trắng, ngon. Sau khi mình ngâm vào đá được 5 phút, cái lòng của mình đã nguội hoàn toàn. Mình sẽ cho lại vào nồi nước dùng này. Luộc thêm 2 phút nữa là được nhé. Làm cách này thì cái lòng của mình sẽ săn và dày, giòn. Sau khi cái lòng mình cho vào đun sôi thêm 2 phút, bây giờ mình sẽ vớt ra. Rất chi là săn và trắng lòng mọi người nhé. Ngon lắm. Cái nồi nước dùng lúc nãy mình luộc lòng non. Bây giờ mình sẽ cho hết lòng già vào đây để luộc. Mình cho hành khô, này, gừng, này, sả và một củ cải trắng vào đây nhé. Luộc như này cái nước của mình rất ngọt. Thấm ngấm vào lòng, rất chi thơm ngon. Mình sẽ cho miếng gan vào luôn. Sau khi lòng mình luộc, mình xâm thử nước trong là được nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và vớt lòng ra.
thành phẩm của mình đây, lòng mình đã chế biến xong, lòng già thì rất chi là chắc và ngon, lòng trà lòng non thì trắng và săn như thế này, bát cháo lòng của mình đây. Thì nồi nước luộc lòng mình cũng tận dụng, mình cho vào đây một ít gạo tẻ, một ít gạo lếp và mình đã nấu được một bát nồi cháo ngon như này. Bây giờ mình cũng mời mọi người dùng thử với lại mình nhé. Để ăn kèm với cái món lòng luộc này, mình ăn với lại rau húng quế, rau húng bạc hà, rau răm, rau ngổ, rau mùi và rau răng cưa. Đó, bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người dùng thử nhé. Mình ăn thử cái miếng lòng lon xem nào. Hôm nay mình chấm với lại xì dầu đậm đặc chin su hoặc là chanh với muối tiêu. Đó, ai thích ăn cái gì thì ăn. Cái miếng lòng lon này mình luộc vừa tới, không chín quá cho nên là ăn rất chi là giòn và thơm. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng lòng già xem hôm nay kia nhân mình nhồi ra sao. Cái miếng lòng già rất ngon, rất vừa ăn, thơm của mùi rau gia vị. Mình sẽ ăn thử cháo xem. Cháo đấy mọi người này. Đó. Rất chi là dừ và sánh như này. Ngon lắm. Hôm nay thời tiết quê mình cũng hơi mưa mưa. Mình làm món này cho gia đình thì mình ăn đổi bữa rất chi là thơm ngon. Cháo này mình có thể ăn thêm một chút tiêu nữa, rất thơm. Trước khi mình múc cháo mình sẽ cho một ít hành tươi và rau mùi vào trong cái bát cháo này, ăn sẽ dậy mùi và thơm hơn. Cháo nấu rất ngon, rất vừa ăn mọi người ạ. Mình luộc cái lòng đó, mình cho gừng, cho sả và cho hành khô, cho vào đây một củ củ cải, cho nên là cái nước rất chi là ngọt, thơm, đậm đà lắm. Rất vừa ăn. Mình ăn kèm thêm miếng rau răm thơm. Rất là ngon. Ngon quá. Mình đã thưởng thức xong cái món lòng và món cháo lòng. Nếu mà mọi người yêu thích cách làm của mình thì hôm nào mua thử về làm theo cách này, rất thơm ngon mà sạch, không có mùi của lòng. Mình xin khép lại video tại đây. Mến chúc tất cả mọi người một ngày mới tràn đầy năng lượng, thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.